năm món ngon xứ Huế được thế giới gọi tên. Tết Át Lát, trang ẩm thực quốc tế, vừa xếp Huế ở vị trí 28 trong 100 thành phố có các món ăn ngon nhất thế giới. Bún bò, bún thịt nướng, bánh bèo, bánh khoái, nem lụi là những món ngon xứ Huế phải thử khi đến đây. Theo Tết Át Lát, xứ Huế hay còn gọi là xứ thơ bởi thành phố này luôn mang một nét đẹp thơ mộng. Nơi đây cũng có nền ẩm thực vô cùng phong phú và tinh tế. Ẩm thực cung đình Huế là một trong những nét đặc sắc của vùng đất cố đô. Đến Huế, nhất định phải thử ẩm thực cung đình, ẩm thực dân gian và ẩm thực chay. Ngậm mà nghe là cách người ta thưởng thức các món ngon xứ Huế, bởi để có thể cảm nhận rõ những hương vị tinh tế đã được lưu truyền từ thời vua chúa. Bún bò, bún thịt nướng, bánh bèo, bánh khoái, nem lụi là những món ngon xứ Huế phải thử khi đến đây, các chuyên gia ẩm thực của Tết Át Lát nói. Năm món ngon Huế được Tết Át Lát gọi tên.